hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được bán tiếng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Khởi đầu từ khát vọng, mang lại những giá trị đích thực cho khách hàng. Chúng tôi cho ra đời hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, nơi cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ khách hàng hoàn hảo, cùng ứng dụng thương mại điện tử tiện ích, là giải pháp toàn diện cho mọi công trình, góp phần dựng xây mái ấm gia đình Việt. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời trên sóng truyền hình An Viên. Thưa quý vị, có thể nói âm nhạc có một sức mạnh rất là kỳ diệu, kết nối mọi tâm hồn. Bởi vậy mà âm nhạc Phật giáo đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật Pháp đến với mọi người. Và khách mời đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Chị có thể coi là một trong những ca sĩ đầu tiên tại khu vực miền Bắc hát nhạc Phật. Và đến bây giờ, chị đã gắn bó với những giai điệu Phật giáo 10 năm rồi. Xin được giới thiệu tới quý vị đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời ngày hôm nay, sự xuất hiện của ca sĩ Thục Trinh. Sau lời đầu tiên cho phép Thục Trinh xin được gửi tới chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể khán giả một lời chúc, lời chào thân thương nhất ạ. Cuộc đời Trinh cũng nhiều cái biến cố thăng trầm, nhưng mà cái biến cố thăng trầm nhất lại là cái tuổi thơ. Từ năm Trinh bắt đầu đi học trở lại và chưa bao giờ Trinh ngủ trước 4 giờ sáng. Cũng vì biến cố cái cuộc sống riêng tư của mình ấy, thế nên là mình nghỉ ở nhà hát. Nhìn thấy các bạn lên sân khấu, nhìn thấy cơ quan mình vẫn còn đi diễn, vẫn còn được lên sân khấu, vẫn còn thể hiện cái niềm đam mê của mình. Và lúc đó Trinh nhất quyết là phải quay lại nghề. Và cho đến bây giờ Trinh vẫn còn đam mê cái ngành cái khác dân tộc đó. Rất vui khi được gặp ca sĩ Thục Trinh trong không gian trò chuyện của chương trình Bước ngoặt cuộc đời hôm nay. Bình thường thì chỉ được gặp chị tại những cái chương trình biểu diễn ở những lễ hội này, hay những cái chương trình tại chùa. Chắc chắn ngày hôm nay bên cạnh những giai điệu âm nhạc thì chúng ta sẽ kể cho khán giả nhiều hơn để mọi người hiểu về cơ duyên để chị đến với những giai điệu của Phật giáo để lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp của Phật Pháp đến với mọi người ạ. Câu chuyện của chúng ta nên bắt đầu về niềm đam mê ca hát của chị. Đam mê ca hát, không biết là cái ngọn lửa này đã cháy bỏng từ lúc nào ạ? Thì cái niềm đam mê đấy nó cháy bỏng từ lúc khi Trinh vẫn mới chỉ khoảng độ 9-10 tuổi đó. Và nó nuôi dưỡng cái niềm đam mê âm nhạc cho đến lớn. Và khi lớn lên thì Trinh chỉ nghĩ đến là làm sao để mà thi được vào trường sân khấu điện ảnh. Và đến khi học hết cấp 3 thì Trinh đã thỏa mãn niềm đam mê đó. Trinh thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh khoa diễn viên kịch hát dân tộc ngành cải lương. Và cho đến bây giờ Trinh vẫn đã còn đam mê cái ngành kịch hát dân tộc đó. Gia đình có tạo điều kiện cho chị để phát triển đam mê đó từ nhỏ không? Dạ có. Thực ra thì lúc đầu thì ba mẹ cũng không đồng ý, nhưng mà sau đó thì mình đam mê quá, vì đam mê quá thì bố mẹ cũng để cho mình theo cái sở thích của mình. Và nói chung về cơ bản về cái nghề nghiệp thì không bị cái sự ngăn cản của gia đình nhiều lắm. Vâng, rất là thuận lợi. Tại sao chị lại học ở chuyên ngành đào tạo đó là kịch hát, cụ thể ở đây là cải lương, bộ môn nghệ thuật truyền thống, có rất là nhiều những cái vẻ đẹp và tinh hoa riêng, nhưng mà dường như so với cuộc sống hiện đại cũng như là thị hiếu nghe nhạc của các bạn trẻ hiện nay hơi khác một chút. Cũng không biết là cái niềm đam mê đấy nó xuất phát từ lúc nào, nhưng mà chỉ đam mê môn cải lương. Nhưng mà sau đó thì khi ra trường ấy thì nó
cái niềm đam mê nghệ thuật nó lan tỏa sang cái lĩnh vực khác nữa ngoài cái lương ra, cũng là do thị hiếu của cuộc sống nữa. Nhưng mà dù có là thị hiếu của cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa thì cái niềm đam mê cải lương vẫn luôn luôn cháy bỏng trong lòng Trinh. Và khi mà đi hát nhạc Phật giáo thì Trinh vẫn hát cải lương là chính. Đó, cải lương thì bài nhạc Phật giáo cải lương mà Trinh đam mê nhất, mà tâm đắc nhất, đấy là về các bài nhạc Phật giáo về ca, về cha và mẹ. Đó. Vâng. Và chắc hẳn là cha mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta rồi. Vậy còn khi nhắc tới cha mẹ thì gợi nên những câu chuyện, những cảm xúc gì đối với riêng chị Thục Trinh? Nói đến cảm xúc thì nhiều lắm. Bởi vì được biết là chị sinh trưởng trong một gia đình cũng đông anh chị em, tận 9 người con đúng không ạ? Thì chắc hẳn cha mẹ cũng phải rất là vất vả để dạ nuôi vâng. mình ăn học. Dạ vâng, Trinh sinh trưởng trong một gia đình rất đông anh em, nghèo, vô cùng nghèo luôn. Ở một vùng nông thôn mà thuần nông, ở Vĩnh Phúc, bố mẹ Trinh thì rất là nghèo. Và anh chị em thì không ai thoát ly ra ngoài cả. Có những cái biến cố trong cuộc sống là cái năm lớp 6 là Trinh nhà gia đình nghèo quá, không có tiền để đóng học ấy, thì Trinh cũng đã bị gián đoạn mất một năm. Sau đó thì vì đam mê, thích quá, mê quá, thấy các bạn đi học ấy, Trinh thì suốt ngày phải đi chăn vịt này. Cuộc đời Trinh cũng nhiều cái biến cố thăng trầm, nhưng mà cái biến cố thăng trầm nhất ấy lại là cái tuổi thơ. Thế khi đấy Trinh bỏ mất một năm học, không có tiền để đóng học, bởi vì là cái ngày đó thì không phải đóng học nhiều mà chỉ đóng cái tiền xây dựng thôi á, nhưng mà Trinh không có tiền. Thế là xấu hổ quá thì bỏ học. Sau đó một năm sau thì xin bố mẹ cho đi học tiếp, nhưng mà bố thì bảo là bây giờ bố không xin cho con, tự con nếu mà con muốn học thì tự con đi xin. Thì lúc đó Trinh cũng tự đi xin, mà lúc đó là tính ra là học mới học lớp 7 thôi đấy, nếu mà không bỏ học thì là sẽ lên lớp 7. Sau đó thì Trinh tự đi xin và suốt ngày chỉ học thôi, chưa bao giờ từ năm Trinh bắt đầu đi học trở lại và chưa bao giờ Trinh ngủ trước 4 giờ sáng. Tức là có một cái sự thúc đẩy mãnh liệt đến như thế. Cái động lực để mà mình tập trung cho việc học ấy, không chỉ mà mình đam mê, có phải là để mình thoát nghèo không? Đúng ạ. Cái chính là thoát nghèo. Bởi vì là bố mẹ không có tiền cho đi học ấy, thì đến khi mà vào được trường sân khấu điện ảnh rồi, Trinh đã cố gắng học để lấy cái học bổng đó để nuôi chính mình. Chứ không, trong mấy năm học trường đại học sân khấu điện ảnh chưa bao giờ phải xin bố mẹ, bởi vì bố mẹ lớn tuổi rồi. Khi các bạn ngủ thì mình lên, một mình lên giảng đường học, một mình lên giảng đường học múa, học hát, phấn đấu bằng được để mà đạt học sinh giỏi xuất sắc toàn trường. Thì bản thân Trinh cũng đạt được, cuối cùng Trinh cũng đạt được cái điều đó. Ra trường thì rất là may mắn là không phải cầm hồ sơ đi xin từng cơ quan một, mà được một cái may mắn là Trinh cũng không biết là cái ngày đó là mình may mắn vì cái gì. Nhưng mà được một cái may mắn là nhà hát nhận luôn, mình không phải đi xin. Đó là nhà hát cải lương Việt Nam. Ngày đó nhận Trinh về. Thì trong cái thời gian hoạt động ở nhà hát một thời gian ấy, thì cũng vì biến cố cái cuộc sống riêng tư của mình ấy, thế nên là mình nghỉ ở nhà hát và có ý định chuyển ngành. Mặc dù lúc đấy cũng không phải là vì mình không đam mê nữa mà mình chuyển ngành, mà là vì cuộc sống. Thế nhưng mà sau đó thì cũng đã từng chuyển ngành, đi học quản trị kinh doanh 5 năm. Đi học đại học 5 năm để chuyển ngành, nhưng mà sau đó thì đam mê quá, nhìn thấy các bạn đi học, nhìn thấy các bạn lên sân khấu, nhìn thấy cơ quan mình vẫn còn đi diễn, vẫn còn được lên sân khấu, vẫn còn thể hiện cái niềm đam mê của mình. Và lúc đó Trinh nhất quyết là phải quay lại nghề. Và từ đó trở đi là Trinh quay lại từ năm 2010. Là Trinh quay lại nghề thì được một năm sau thì được bén duyên với nhạc Phật giáo. Vâng. Vậy là chính những khó khăn cho cuộc sống lại cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, và lại biến thành những động lực quý giá để mình phải phấn đấu, mình phải độc lập, phải trưởng thành một cách tự thân, để làm những người thân yêu trong gia đình của mình, bố mẹ, bớt vất vả hơn, đúng không ạ? Cái việc mà chúng ta mong muốn thoát nghèo, đó là một động lực rất đẹp và hoàn toàn chính đáng trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Nhưng cái việc mà chúng ta lựa chọn con đường nghệ thuật, chỉ có lường trước được rằng sẽ có rất nhiều chông gai. Bởi việc trở thành một ca sĩ, đặc biệt là một ca sĩ nổi tiếng, có thể bằng giọng hát của mình kiếm sống này,
có lẽ đó là một con đường rất là dài và không phải ai cũng có may mắn có được, phải không ạ? Làm sao biết chiều được tương lai khi mà cái thời điểm gia đình của mình khó khăn mà mình lại đang muốn là phải có được cái sự ổn định về tương lai sau này, mà hơn thế nữa chị lại lựa chọn gắn bó với âm nhạc truyền thống, thì Linh nghĩ là cái sự khó khăn lại nhân lên gấp bội. Chị có lường trước những cái điều đấy không? Thực ra thì Linh biết không, ngày đó thì cũng không nghĩ nhiều đến cái vấn đề đó, bởi vì là cái niềm đam mê sân khấu cải lương nó ngấm vào mình từ khi còn rất là nhỏ, mặc dù là bố mẹ, ông bà, bố mẹ, anh chị em là không có ai làm cái nghề này cả. Đó. Thế nhưng mà mình cũng không biết là thực ra mình sống ở quê ấy, mình cũng không biết là cái ngành nghệ thuật lại khó khăn đến như thế. Đấy. Mà chỉ biết là đam mê, yêu thích nó và cố gắng đạt bằng được. Đó. Thế khi mà vào đến ngành rồi, bắt đầu vào trường sân khấu điện ảnh rồi ấy, thì mới biết được là cái ngành nghệ thuật nó vất vả chông gai đến như vậy. Nhưng mà vì cái niềm đam mê nên mình nhất quyết mình không chịu bỏ, mặc dù là cũng đã có thời gian là gián đoạn, nhưng mà vì quá đam mê nên là mình vẫn cứ cố gắng, mặc dù là khi mà cố gắng, cái sự cố gắng để đạt được đến như bây giờ thì là cũng đã phải trả giá, là vợ chồng mình cũng cãi nhau rất là nhiều vì cái chuyện là chồng thì muốn là, tại vì anh thì làm bên quỹ đất, bên nhà đất đó, thì anh cũng muốn là vợ chuyển sang một cái ngành khác để có thời gian chăm sóc con cái hơn, bởi vì đi diễn thì rất là nhiều, một ngày thậm chí là ngày đấy là chị đi Trinh đi chạy show đám cưới này, rồi là hội nghị này, rồi tổng kết cơ quan đó, thế nên là cái thời gian mà mình chạy show nó rất là nhiều, gần như là kín hết, chỉ có đến nửa đêm mới về đến nhà thôi. Thế nên anh cũng muốn là mình chuyển nghề. Thế chính vì cái thời gian gián đoạn mất một năm đấy là anh bắt mình phải chuyển. Wow. Nhưng vì đam mê quá không thể bỏ nổi cái nghề của mình, thế là cãi nhau, cũng xảy ra xung đột vợ chồng, thậm chí tưởng là bỏ nhau ấy. Thế nhưng mà sau đó thì anh cũng chấp nhận, vì thấy vợ đam mê quá, anh cũng chấp nhận là để vợ quay trở lại với cái nghề của mình. Và Trinh được như bây giờ là cũng là một phần là nhờ anh ý giúp đỡ. Đó. Vâng. Dường như là đam mê của mình nó quá lớn hơn cả sự hoài nghi, đúng không ạ? Và dần dần thì chính cái niềm đam mê đó lại trở thành cái sợi dây để thuyết phục những người thân yêu của mình có thể tin tưởng và thấu hiểu hơn nữa, và từ đó có được sự ủng hộ, phải không ạ? Dạ vâng. Xin được hỏi là giai đoạn khi mà chị đi hát những cái show diễn này, sự kiện này, đám cưới này, chị có hát cải lương không, âm nhạc truyền thống không? Hay là chị hát những cái phong cách nhạc gì? Nếu mà nói là hát các phong cách gì thì thực ra thì cái nghề của mình ấy là tức là nghề chính là nghề cải lương, nhưng mà đi hát đám cưới, hội nghị này thì là mình hát ca, dân ca và nhạc chính thống. Quan họ này, dân ca này, nhạc truyền thống ấy đó, và thậm chí là cả chầu văn, cải lương có nhiều chứ, rất là nhiều khán giả đam mê, nhiều lắm. Linh không thể tưởng tượng là bản thân mình cũng nghĩ là sẽ không còn ai, người ta tức là vì cái thị hiếu của cuộc sống ấy, người ta sẽ không còn thích cải lương nữa, nhưng mà thực tế thì lại rất là nhiều người thích. Đi diễn là cái nó lại là một cái đặc biệt ấy. Ví dụ bây giờ nhá, tất cả các ca sĩ khác hát thì là người ta sẽ hát là nhạc chính thống này, nhạc trẻ này đó, thế nhưng mà cải lương lại là đặc biệt, nên là khi mà cứ thi thoảng một cái chương trình mà người ta có thể xen 1 đến 2 bài hát cải lương vào thì lại rất là thu hút được người nghe, và thường xuyên Trinh đi diễn là thường xuyên được yêu cầu hát cải lương. Khi gắn bó với âm nhạc dân gian ấy, thì từ đó chúng ta cũng góp phần nuôi dưỡng thêm tâm hồn của mình, đúng không ạ? Hiểu thêm về vẻ đẹp của con người, của truyền thống, của văn hóa. Vậy còn cơ duyên đến với nhạc Phật thì như thế nào? Cũng là một kỷ niệm rất là vui. Cái hôm đó là thầy, khi mà buổi đầu tiên Trinh đến để nghe thầy giảng pháp ấy, là người gieo duyên để Trinh hát nhạc Phật giáo
đầu tiên là thầy Thích Quảng Hiếu, là thầy trụ trì của chùa Tân Hải hiện giờ đấy ạ. Là năm đó là năm 2011 thì Trinh lên Trinh hát một bài mà khi mà bình thường Trinh đứng trước sân khấu, Trinh đứng trước cả nghìn khán giả nhưng mà Trinh không hề run. Nhưng mà khi đó là Trinh đứng chỉ khoảng độ tầm 300 khán Phật tử thôi. Mà Trinh run đến nỗi mà nhíu hết cả lưỡi lại cơ. Lần đầu tiên hát nhạc Phật giáo, không hiểu lý do tại làm sao lại run lên như thế. Và cái kỷ niệm mà đến bây giờ rất nhiều Phật tử nhớ là không biết là phải gọi thầy xưng con, xưng em. Dạ. Không phải là gọi thầy bằng anh mà là gọi thầy xưng em. Xong mà Phật tử cười ồ lên bởi vì cái sự ngây ngô của mình ấy. Bởi vì là họ cũng biết là mình mới biết đến Phật giáo ấy. Thì cái ngày đó, bắt đầu từ ngày đó là thầy gieo duyên cho Trinh đi hát nhạc Phật giáo. À, trước đấy chị đã có duyên để nghe nhạc Phật chưa? Trước đấy chưa. Mà có một cái cơ duyên rất may. Phải nói là may, rất rất may mắn. Mà người em cùng đoàn ấy, hai vợ chồng em ý biết đến Phật giáo rất là sớm, mặc dù lại không hát nhạc Phật giáo. Vâng. Biết đến Phật Pháp rất là sớm. Sau đó em ấy gieo duyên cho mình đến với một cái đĩa tỉnh thức. Tỉnh thức 1, tỉnh thức 2. Thì Trinh, hàng đêm Trinh nghe cái đĩa tỉnh thức đó. Và trong cái đĩa tỉnh thức đó là có bài hát của nhạc Phật giáo. Và cũng từ đó là Trinh bắt đầu làm quen với nhạc Phật giáo từ cái năm 2011 qua cái đĩa tỉnh thức đó. Vâng, và khi hát nhạc Phật ấy, chị cảm nhận được điều gì đồng điệu với tâm hồn, với cảm xúc của mình để quyết định gắn bó? Bởi vì được biết là cái thời điểm đấy chưa có ca sĩ nào ở miền Bắc hát nhạc Phật thì phải. Cũng không biết cần phải nói như thế nào nữa. Bởi vì cũng là một cái cơ duyên, một cái duyên lành ấy. Phải dùng cái từ là cái duyên lành ấy. Khi Trinh biết đến cái đĩa tỉnh thức đó thì Trinh biết hát, bắt đầu làm quen với nhạc Phật giáo. Và cũng không hiểu lý do tại làm sao, và từ đó trở đi là Trinh chỉ đam mê hát nhạc Phật giáo thôi. Đó, thì mỗi một lần cất lên cái giọng hát mà cứ được đứng trên sân khấu hát cho các Phật tử nghe ở các chùa ấy. Trinh đi chùa, hát ở chùa là chính. Thế Trinh không làm đĩa, Trinh không quay video. Đó, thì mỗi một lần Trinh được đứng trên sân khấu, Trinh hát những cái bài Phật giáo là sống với cái niềm đam mê, không hiểu làm sao nó mê vô cùng tận. Và thậm chí Trinh từ chối rất nhiều show diễn bên ngoài để đi hát nhạc Phật giáo. Tức là cứ có những lời mời đi hát nhạc Phật giáo là Trinh dành một cái thời gian cực đặc biệt cho cái chương trình Phật giáo đó. Và Trinh bỏ tất cả những cái show bên ngoài. Và thậm chí có một cái điều đó rất là buồn cười, không biết là các ca sĩ khác có giống như Trinh không, mà bản thân Trinh ấy là khi mà hát nhạc Phật giáo, Trinh quên hết cả nhạc đời cơ. Ồ thế cơ. Khi quên mà... như thế nào hả chị? Quên lời. Tức là quên lời bài hát. Vâng. Có một cái kỷ niệm là một thời gian dài, cái tháng 7 á, tháng 7 là tháng Mulan đúng không? Thì khi bình thường trong cái tháng 7 là tất cả các ca sĩ khác là không đi diễn nữa, là bởi vì tháng 7 là người ta không cưới xin này, không hội nghị, không đám cưới nhiều. Đó, tóm lại là như thế. Thì các bạn khác là sẽ không đi diễn nhiều, nhưng cái tháng 7 Vu Lan ấy, cái tháng Vu Lan báo hiếu ấy, thì Trinh lại kín lịch luôn. Đó, Trinh kín mít lịch luôn. Và cái tháng xong tháng đó là sang tháng 8 thì lại bắt đầu trở lại đám cưới. Và khi Trinh quay trở lại hát đám cưới, Trinh quên luôn lời bài hát. Mà mặc dù có những cái bài hát mà Trinh, tức là nó gắn bó với mình từ khi mình vào nghề. Ngày nào cũng đi hát đám cưới, ngày nào cũng chạy 5-6 xô, ngày nào cũng có thể hát cái bài đấy. Mà đến khi mà kiểu mình đam mê nhạc Phật giáo đến nỗi mình quên cả lời cái bài hát đấy nữa, sẽ đứng trên sân khấu hát xong quên luôn, đứng im. Cũng bất ngờ, không hiểu tại sao mình lại quên đúng không chị? Sau đó thì mình cũng chợt nhận ra, là do mình hát đam mê, có thể mình đam mê nhạc Phật giáo. Mình say nhạc Phật giáo quá rồi. Đúng rồi. Và cái thời gian trước ấy thì khi mà rảnh rỗi thời gian lúc nào ấy là sẽ tập trung vào học bài mới để đi diễn. Đó. Nhưng mà từ khi biết đến nhạc Phật giáo là cứ rảnh thời gian nào là chỉ tập trung vào để hát nhạc, tập nhạc Phật giáo. Cụ thể là nhạc Phật ấy có điều gì say mê chị đến như thế? Ca từ hay là giai điệu hay là không gian trình diễn hay là từ những người thưởng thức chị? Phải nói là có thể là tất cả. Giai điệu, thực ra thì hát nhạc Phật giáo rất là khó. Đấy là đối với mình thì mình không nghĩ là khó, nhưng mà về cơ bản thì tất cả mấy bạn, các bạn ở trong nhà hát mình ấy và tất cả các ca sĩ khác đều có một cái tâm sự với mình. Tại vì khi đó là mình, cái ngày đó là rất là ít ca sĩ hát nhạc Phật giáo. Và
mình, các bạn biết đến là khi mà Trinh hát nhạc Phật giáo ấy thì là mọi người biết đến rất là nhiều. Và các bạn tôi có tâm sự là không hiểu làm sao là tập nhạc Phật giáo rất là khó. Thứ nhất là lời ca từ, cái lời nó rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái giai điệu cũng không phải là giống như giai điệu các bài hát đơn thuần như bên ngoài đời. Thật ra không phải là đơn thuần mà ý là các bài hát ở ngoài đời ý, thì các bạn ý nói là tập rất là dễ, rất là nhanh, chỉ thậm chí trong vòng khoảng 10-15 phút cũng có thể là thuộc được một bài hát. Đấy, thế nhưng mà hát nhạc Phật giáo có những bạn học cùng lớp với Trinh này, rất thông minh. Đó, nhưng không hiểu sao bạn tâm sự với Trinh là học cả năm không thể thuộc được một bài hát nhạc Phật giáo. Vâng. Nhưng đối với Trinh không hiểu làm sao cái ca từ, từ những ca từ mặc dù là cái trước đó mình không thể hiểu được cái ca từ của nhạc Phật giáo ấy, cái ca từ nó rất là khó, cái thời gian đầu tiên mình mới làm quen với nhạc Phật giáo ấy. Bản thân Trinh lúc đó thì Trinh cũng không hiểu nhiều, nhưng sau đó thì mình làm quen với Phật giáo nhiều, mình nghe các thầy giảng nhiều, mình hiểu được rất là nhiều. Mình nghe kinh Phật này, mình nghe các thầy giảng pháp này. Đấy, thì khi mà mình hát lên một, cất lên một cái bài hát, mình hiểu được cái ca từ của nó thì nó thấm sâu vào trong lòng mình, thấm sâu vào trong tâm trí mình ấy. See you.
kinh xóa tội. Vậy là một cách rất tự nhiên chị đã đến với đạo Phật, đã đến với nhạc Phật như thế, đúng không ạ? Dạ. Chị nói rằng là khi mà chị để thấu cảm hơn những ca từ và giai điệu của một bài hát nào đó, chị cũng đi tìm hiểu thêm về những triết lý của Phật Pháp này, nghe các thầy giảng Pháp này. Có những cái bài giảng nào mà đến bây giờ để lại cho chị nhiều những cái ấn tượng đáng nhớ không? Chị nghe nhiều các thầy, rất nhiều các thầy giảng Pháp, ví dụ như thầy Thích Phước Tiến này, thầy Thích Giác Nhàn này, thầy Thích Giác Tây, và đặc biệt là thầy Thích Quảng Hiếu. Đó thì cái bài mà ấn tượng đối với Trinh nhất ấy, mà chính cũng là nỗi lòng của Trinh băn khoăn lo lắng cho bố mẹ, thì đấy là nói về hiện tượng sinh tử. Đó, tức là nói về sau khi chết thì ta đi về đâu. Vâng. Đó thì cái chết thì nhiều người nhắc đến chắc là ai cũng sợ. Nhất là khi mà chúng ta luôn luôn nghĩ về cái thời gian mà cha mẹ ở bên cạnh mình không còn nhiều, đúng không chị? Với nhiều người thì sẽ là nỗi sợ. Đấy, với Trinh là Trinh sợ nhất cái điều đó. Và Trinh cũng lăn tăn suy nghĩ và bây giờ phải làm thế nào để cho bố với mẹ mình, khi sống đã khổ rồi thì khi xác thì sẽ phải như thế nào. Và Trinh nghe rất nhiều về cái đó, đề tài đó là Trinh nghe rất nhiều. Từ sách nói này, từ các thầy giảng này. Và một điều may mắn với Trinh là khi bố Trinh mất ấy, thì Trinh đã làm được cái điều đó trước khi bố mất. Và cũng là sau khi bố mất là Trinh cũng làm được cái điều đó. Trinh cũng gửi được bố vào chùa này, rồi là muốn là hàng ngày, hàng đêm, hàng ngày bố được nghe tụng kinh này. Bố được nghe kinh Phật, bố được tiếp xúc với Phật Pháp, bố được ở trong chùa. Trinh làm được cái điều đó là Trinh cảm thấy là rất hạnh phúc. Sự là rất hạnh phúc. Cũng có thể như nhiều người nói với Trinh là đấy là cái sự an ủi đối với người sống, chứ chưa chắc gì là người chết người ta đã được hưởng. Nhưng đối với Trinh ấy, thì không cần biết là an ủi người sống hay người chết, nhưng miễn là Trinh làm được cái điều đó là Trinh cảm thấy rất là yên tâm, rất là hạnh phúc. Vâng. Không biết là đã có nhiều cơ hội để chị hát trực tiếp cho bố mẹ nghe chưa? Bố mẹ đến tận nơi để nghe chị hát chưa? Cái điều ân hận nhất đối với Trinh ấy, nói đến cái này là Trinh cũng không thấy trong lòng mình rất là áy náy. Là bởi vì là khi mà từ khi Trinh học trường sân khấu điện ảnh cho đến khi Trinh về nhà hát làm, và cho đến thời điểm bây giờ bố đã mất được 2 năm, thì bản thân bố là chưa được nghe Trinh hát bao giờ. Bố Trinh thì rất là thuần nông, có nghĩa là bố không đi đâu ra khỏi cái lũy tre làng cả. Nên là khi mà Trinh muốn đón bố xuống nhà ấy, thì bố không đi. Đó thì được một cái điều may mắn hơn là mẹ Trinh đã được nghe Trinh hát rồi. Một cái ngôi chùa rất là phải nói là rất là nghèo ở quê nhà Trinh á, ở ngay ở cổng nhà Trinh thôi. Khi đó thì tức là 70 bao nhiêu năm trời cái ngôi chùa nó chỉ là một cái am rất là nhỏ. Thì khi mà ở trên quê nhà Trinh xin xây dựng lại cái ngôi chùa đó, thì khi bắt đầu khởi công xây dựng cái ngôi chùa đó, thì trên quê nhà Trinh cũng đã nghe Trinh là đi hát nhạc Phật giáo rất là nhiều. Thế nên là khi ở xã, ở thôn ấy, là họ họp lại và họ muốn là mời Trinh về hát, thì Trinh cũng đã có một cái may mắn là mời cả một nhóm ca sĩ Phật giáo ở Hà Nội về để hát cho quê nhà Trinh nghe. Thì mẹ Trinh đã được nghe Trinh hát trực tiếp ở đó, và mẹ Trinh rất là hạnh phúc. Các cụ, các ông, các bà ở quê rất là vui, cực kỳ hạnh phúc. Nói là lần đầu tiên được nghe nhạc Phật giáo, biết đến thế nào là nhạc Phật ấy. Thế hóa ra là các cụ còn lên nắm tay Trinh mà con ơi, con hát hay quá, và lần đầu tiên U mới biết thế nào là, tức là trong, hóa ra là trong Phật giáo ấy, trong nhà Phật ấy cũng có những cái bài hát như thế này. Và có những người từng nói với Trinh là có khi nghe ngồi nằm hoặc ngồi nghe đĩa cả 2 tiếng đồng hồ nhưng không hiểu được gì, nhưng mà chỉ nghe một cái bài hát chỉ 5 phút thôi là đã thấm được
Nó đã thấm được cái ý nghĩa của Phật giáo qua cái bài hát đó. Vâng. Và Trinh rất là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của người nghệ sĩ chị nhờ, khi mà mình hát nhạc Phật tâm huyết và đam mê như vậy, tài năng như vậy, tại sao đến bây giờ chị Thục Trinh vẫn chưa có những cái sản phẩm âm nhạc của riêng mình? Chị có nghĩ đến điều này không? Hay là có khó khăn gì? Nó có nhiều lý do. Trong cả một cái thời gian hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật của Trinh, thì không phải là, có thể bên ngoài người ta nhìn vào thì người ta nghĩ rằng là những ca sĩ rất là giàu có đó, không, nhưng mà cái này thì cũng không hẳn là mình không có tiền để mình làm cái MV. Mà một phần là bản thân Trinh lại cứ nghĩ chỉ đơn thuần là mình cứ dâng lời ca tiếng hát lên chư Phật đó, dâng lời ca tiếng hát lên Tam Bảo và dâng lời ca tiếng hát lên cho Phật tử là cái niềm đam mê lớn nhất của Trinh. Và Trinh không nghĩ nhiều đến cái việc là mình phải làm MV để mình đưa lên YouTube để cho mọi người, nhiều người biết đến mình. Cũng có một cái niềm mơ ước, thực ra là có mơ ước chứ không phải là không mơ ước. Trinh rất đam mê cái nghệ thuật, những cái bài hát Phật giáo này, nên là cũng có cái mơ ước. Hôm trước Tết là Trinh cũng có mơ ước là làm được vài cái MV để làm kỷ niệm thôi. Và các bạn mình cũng gọi điện cho mình và nói là sẽ tài trợ cho Trinh để Trinh làm những cái MV đó. Các bạn có nói một câu như này này: ít nhất Trinh phải cố gắng là làm được khoảng 5 MV. Và Trinh không phải nghĩ gì đến cái chuyện kinh tế cả. Trinh cứ làm đi, thì cũng mong sao là trên chư Phật gia hộ cho, để cái đại dịch này nó hết đi thì Trinh sẽ quay khoảng độ 5 MV về nhạc Phật giáo, trong đó thì sẽ có hai bài ca cổ nhạc Phật giáo. Vâng, và Linh tin rằng đó cũng là mong muốn của những người yêu nhạc Phật nói riêng và yêu nhạc Việt nói chung. Cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ với chúng tôi trong một cuộc trò chuyện gần gũi, chân tình, với những điều thật là thú vị, chia sẻ với Thùy Linh và quý vị khán giả của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời. Cảm ơn Thùy Linh và xin cảm ơn tất cả các anh chị khán giả đã theo dõi chương trình. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay, có lẽ sẽ không gì phù hợp hơn bằng những giai điệu âm nhạc, nhạc Phật để chúng ta sẽ cùng lan tỏa những điều tốt đẹp ạ. Thêm một món quà âm nhạc nữa chị sẽ gửi tặng chương trình được không ạ? Chị sẽ lựa chọn ca khúc gì? Dạ vâng, và sau đây xin được chọn bài hát cuối cùng để tặng toàn thể Chư Tôn Đức, trên là Chư Tôn Đức và khán giả. Một sáng tác có tựa đề Chúng Con Nhớ Mãi Ơn Thầy. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Ca khúc này sẽ khép lại cuộc gặp gỡ của chúng ta trong Bước Ngoặt Cuộc Đời hôm nay, và chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều những suy nghĩ, những hành động, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa từ ánh sáng Phật Pháp. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng Bước Ngoặt Cuộc Đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Mê đến nơi.
được rừng dây mỗi sớm mỗi chiều, làng quê nghe tiếng chuông vang. Thầy ơi, bao năm vất vả nhọc nhằn, chỉ nguyện thầy tu vượt mọi hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Khởi đầu từ khát vọng mang lại những giá trị đích thực cho khách hàng, chúng tôi cho ra đời hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, nơi cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ khách hàng hoàn hảo, cùng ứng dụng thương mại điện tử tiện ích, là giải pháp toàn diện cho mọi công trình, góp phần dựng xây mái ấm gia đình Việt. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.